quan đẹp nhỉ. Đang quay video. Nay hai vợ chồng đi thăm khu mua sắm Vincom Hải Phòng mới khai trương. Em ơi, khu trưng bày xe máy ô tô rất là đẹp của VinFast. Ô tô VinFast đẹp chưa em? Ở kia là hàng khác rồi. Ngoài kia ô tô trưng bày VinFast, ở trong này chỉ có xe máy rồi nhỉ? Xe máy điện đấy. Rất là sang trọng lịch sự. Khu này rất là sang trọng lịch sự. Ngày khai trương đầu rất là đông. Khu vui chơi giải trí, xem phim, buôn bán quần áo. Của mình mà bán đồ ăn. Đi kim mách này. Hai, à, em. Ở như hàng áo kẻ rất là đẹp nhỉ. Đẹp chưa? Đẹp nhỉ. Có hoa với em. Nhưng mà ý là cái kiểu hoa văn đấy. Hai áo kẻ đấy. À, hàng Sài Gòn. Ô, mình nhảy vào trong à? Xuống đây. Xe đẹp. Em ơi, dòng này cảm biến hết này. Ô tô này. Dòng này toàn tự động hết nhé. Nhìn nhá. Này, toàn tự động hết này. Số trước cần số trước, cần bấm số ấy. Nhạc trước, màn hình này. Mercedes này đắt lắm. Xe máy Shiseido hai hàng của Nhật Bản này. Hai ô tô này tí ra danh ô tô của VinFast này đấy. Là khai trương quảng cáo xe máy của VinFast rất là sang trọng lịch sự, những dòng xe máy điện rất là đẹp. Lara, xe máy của VinFast. Bây giờ đang tiếp này mua xe rồi và làm việc ở nhà mua xe rồi không mua nữa.
sao đi ngang đường hết điện thôi. Thực ra tức là bảo so sánh với Everest có định vị không? Đúng không? Everest có chống trộm theo kiểu là đi 20 cây mà ta còn nhìn thấy mày ấn cho bạn là cái gì không? Không có đúng không? Everest có đây là có sản ở Đức không? Đúng không? Cặp cơ cũng sản ở Đức. Đó. Nên rất nhiều thông minh hơn chứ. Bây giờ mà định vị cái này cũng quá luôn. Xe mình ở đâu mình biết. Nửa đường hết điện. Cái pin này nhá, sạc một lần chống điện 80 cây. Đúng không? Điện này không có báo nhiều sao đấy. Mình trước mình hết thì mình phải biết chứ. Và trong cái trường hợp là không có sạc và chỉ sạc đi đường dài ấy, thì là có những cái chạm sạc nhé, chạm sạc đèn sáng nhỉ, sạc lên đường được, đèn nét đúng không, từ tay đường ra sáng có đèn sương mù ngồi đèn sương mù công nghệ ác chợ sáng ban ngày không, chợ sáng ban ngày cái chất thứ ba là sáng như xe tàu vậy, tiêu chuẩn đây là tem một cái mười mấy cái tận bốn mấy triệu đây đi mua luôn ngày mấy triệu làm gì. Bốn mươi triệu đăng ký tăng tổng độ 5% thế em mới vừa mới đăng khoảng 40 triệu con này thì bằng cái môn con A bờ lớn con này bà lắp xe mắt kia là đi đâu hết nó tìm xe mắt kia con này nó không có kiểm định vị nó không có khóa không nói chung là không được. Pin này pin cao cấp mà, pin Telium cao cấp mà. Cái này mười mấy triệu ấy. Trông trộn như chiếc nhỉ, đẹp nhỉ, màu sần đẹp nhỉ. Đẹp. Em ơi, chưa tìm hàng đồ ra đâu nhỉ? Được chưa? Lương đồ này trả cao lắm, phát này công nhân đã là mười mấy triệu, nói là vừa bán nhảy môi giới, là cấp cao. Ấy. Dụng à, người ta đây bỏ xin ở đây hả? Ừ, đấy, bỏ xuất xe máy đấy, tháng này đấy. Thế thì... cái cạnh tranh nhau ấy... Thế là lấy gầy em điều chỉnh lần 2 anh đưa. Không còn đâu. Cái tranh gầy em đó. Nó công ty anh nhiều người xuống đấy. 6-70 triệu phi sử giảm xuống. Ngoài đồng hồ này đây cũng gọi là xịn đây này. Chất nhất này. Khoảng tiền triệu thôi, cứ đẹp. Ừ. 856. Gì em? Hả? À có 28 triệu em. 28 triệu mà, kia em bác dưới đi. Đó, đúng không? Kìa cái tem dưới kìa, đây 28 triệu 260 nghìn như đi cái trong ấy. À, hàng nước ngoài mà. Rất là đẹp. Trang sức PNG. Kim cương lách. Tập đoàn cái những cái tòa nhà mà đây này Vingroup này của Hòa Cá nhưng vừa tiền những cái dãy nhà mà biệt thự ngoài này bán đấy của Hòa Cá tập đoàn Vingroup khách sạn này nhà nghỉ rồi kinh doanh nội thất nhiều thứ. Thế nó đứng đầu Việt Nam gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào mọi người nhé. Trong quan này rất là đẹp. Được không? Cắn.